Uthai Thani FC tân binh tiếp theo của Thai League 1, sử dụng sân vận động tỉnh Uthai Thani làm sân nhà. Nằm giữa thung lũng, sân vận động này sở hữu tầm nhìn ra những ngọn núi rất đẹp. Đây chính là điểm thu hút khách du lịch chính của tỉnh Uthai Thani. Từ bất cứ nơi nào trong sân vận động, bạn đều có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh, mang lại cảm giác của một sân bóng gần gũi với thiên nhiên. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, sân vận động tỉnh Uthai Thani cũng đã được cải tạo. Trong đó, dàn đèn chiếu sáng được nâng cấp từ 1.002 lux lên 1.348 lux. Việc bổ sung thêm hai khán đài tạm C và D phía sau các cầu môn đã nâng sức chứa của sân vận động này từ 4.477 chỗ ngồi lên 5.015 chỗ ngồi.